hai trăm bạn Zalo với phụ nha quý vị nhé. Quý vị vào thêm bạn bình thường và chọn là ở đây Việt Nam cộng 81 thì quý vị chọn cộng 81, Việt Nam cộng 84 thì quý vị cộng 81 của Nhật Bản nha quý vị nhé. Đây là có Nhật Bản này. Quý vị tìm số điện thoại Nhật Bản ở dưới có ở dưới như Japan là Japan là cộng 81, quý vị ấn 080 681 7 3 9 70 ấn. Đấy, nó ra Việt Phú, Việt Phú JP hàng Nhật nội địa quý vị nhé. Ấn kết bạn này. Đấy. Ok nhé. Rồi, xong rồi quý vị vào kênh YouTube, quý vị ấn đăng ký giúp em nhé. Ok, xong, cảm ơn quý vị. Mình chào quý vị, chị của chú quay lại kênh Việt Phú. Này thì Việt Phú đi đến con đường cũ để mua một vài đồ, nhân tiện qua khu này thấy cái cần câu nhiều quá, mà một số anh chị cũng một số chú cũng hay hỏi về một cần câu ấy. Thì giá thế nào em cũng quay lại cho các anh các chú các bác và một số bạn có cái video để tham khảo về cái cần câu cũ ở bên này. Tuy nhiên thì cái việc gửi cần câu nó hơi bất tiện một chút vì nó khá là dài, nhiều cái nó dài cái việc. Ví dụ cái cần này nó là cần 4 khúc nhưng mà nó một khúc của nó đã dài như thế này. Đấy, có cần 2 khúc nhưng mà khúc của nó là rơi tầm mét 2 đó. Thì nó hơi dài một chút, gửi thì nó cũng không có vấn đề, có thể là vẫn gửi được. Không vấn đề gì lắm, nhưng một số ví dụ như gần này nó dài như vậy. Còn 2 khúc này nó dài quá. Thì cái hộp ấy, cái hộp hộp mà ở bên này thì nó nhẹ, đóng nó nhẹ thôi nhưng mà hộp dài, thành ra người ta tính cái kích thước nó quá cỡ thì nó hơi đắt cước một chút. Đấy, em cứ quay cho quý vị anh chị cô chú cùng tham khảo nhé. Rồi cái việc gửi thì chúng ta sẽ giải quyết bài toán khác. Và trên em thấy bên này có mấy cái cần cần có cỏ, em quay cho quý vị anh chị cô chú xem mấy cái cần cỏ trước. Cần này thì nó bán từ 100.000 cho đến 200.000, 300.000 một cái đây, 100 đến 200. Chứ 300 là chắc có. Dụ cần này thì là cái cần là ồ, cái cần này thì nó khá đẹp. Nó khá đắt hơn mấy cái cần vàng 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 bên này. Ví dụ đây là một cái cần của thằng Daiwa các vị nhá. Daiwa. Nó là Mergadi M2 này, từ 1,253 3.300 là cả thuế nhá, 3.300 cả thuế rồi tầm hơn 700.000 rồi đấy. Cần của Daiwa này, Made in Japan luôn này. Đấy, quay lại cho vị, Made in Japan này vị nhá, Daiwa Made in Japan. Con này thì cũng khá dài, 1,2 m mấy, một khúc của nó là 1,2 m này. Nó lôi ra thì không biết là bao nhiêu, đến 5,3 m cơ, làm gì? Cái thông số người ta ghi đây, 1,2 m, à từ 53 là cái thông số gì em không không rành về cần câu lắm quý vị, nhưng mà một khúc nó là 1,2 m này, nó có rút ra được, em sẽ mở ra quý vị cùng xem luôn. Đấy, nó có 4 3 khúc, khúc rất là dài. Cái này chắc kéo lên được 3,1 m quá, dài thật, dài thật, cái này dài lắm. Cái này cũng có gì nhỉ, lắp máy các thứ thôi chứ không phải là cần câu tĩnh, cũng là một cái cần câu lua thôi. Cũng là một cái cần câu lua của hãng Daiwa. Thì bên cạnh đây là một số cái sản phẩm khác. Chắc là Daiwa thì nó cũng thi thoảng nó có một vài con nó nằm đây thôi. Còn đa số ở đây thì Made in China, Made in Korea là nhiều. Ví dụ cái này Saplin NDX 240 này của China, 1,5 m, 1,6 m, 3,5 m vậy. Làm nhiều người đi câu phết. Em quay tiếp quý vị, nãy có ông kia ngồi xem lâu quá, xem chán này, kéo thùng nó kia để đi, tí em để em quay cái máy câu quý vị cùng xem. Vô thức người ta để dưới kéo xong coi xong quăng lung tung đi luôn, nhặt đấy, nhặt rít nhặt rác, không phải là nhặt nào cũng được đâu quý vị nhá. Tiếp tục cái này là cũng một cái sản phẩm của
của thằng gì đây, Amophone, Amo gì đây, Amo hâu, Amo ho, đọc là gì luôn. À, cũng là một sản phẩm của Daiwa quý vị. Đây là một sản phẩm của Nhật này, một cái cần cấu tinh Nihonse này, Made in Japan này. Này, tránh xa điện cao thế này. Cái cần này là một cái cần 4 khúc, 2 khúc, 3 khúc nhỉ. Đây là có hai nút, đây một cái khúc này lắp vào đây và đây này có thêm khúc nhỏ trong này nữa. Đây, nói chung kéo ra rất là dài, nó tầm trên 3 mét là cái chắc. Tầm 3 mét đến 4 mét cái cần. Nói chung giá của nó khá đắt, Daiwa mấy cái Daiwa đây đều đắt. Tầm 3.300 đến 4.400, khoảng tầm 700.000 đến 900.000 quý vị nhé. Còn mấy cần mà ngoại lai này thì nó rẻ hơn này. Ví dụ như thằng này Made in China này. Đấy thì là của hãng gì đây? Của cái hãng Superline này thì nó có tầm 350. Còn mấy cần mà bằng màu vàng này, này cũng là của Nhật, mấy cần bằng gỗ. Cũng đắt đấy. Cái này là bằng của Shimano này, bằng gỗ bằng dạ gỗ này, sơn màu dạ gỗ Shimano này. Này. UHAC Shimano nha quý vị nhá, giá này. Giá nó 8.800, tương đương khoảng tầm 1.8 gì đó. Rất là đắt. Còn ở đây thì có một cái cần câu tĩnh, à cái này ngắn ngắn này. Cầm về Việt Nam đi câu được. Hoặc cái cần này nó đóng hộp nó bỏ vào vali được. Không biết là của sản xuất của hãng nào đây. Cũng là bằng Nhật hết. Đấy, em sẽ kéo ra vệ công xéo nó dài đến đâu nhé. Đấy. Tầm 2m 2m1. Con này ra tầm 2m1 quý vị. Đây, con này câu pro phê đấy nhỉ. Và giá là 2.200 là 400.500. Được. Còn lại mấy cái khác thì Made in Korea, cái này to đùng này nhẹ nó 3.000 tầm 700.000. Cái to đùng này là của ông của Nhật Bản này, Shimano hay là Daiwa đây. Không thấy ghi, em mỗi cái này có cái tùng to đùng. Made of Sherson, Polyester, hay là Daiwa nha quý vị nhá. Con này không biết là giá bao nhiêu đây. Cái giá 3.300, không to đùng mà giá 3.300. Số 30 này. Tao khiếp. Con này cũng 3.000, Daiwa 3.300, mấy con to đùng. Ôi giời ơi, mấy con này to chả bã luôn. 1.000. 1.000 cũng là của Nhật nhá, Fuji, hãng Fuji của Nhật đâu vị. Có chữ đi không chế này, chế phẩm của Nhật Bản. Đây nữa, mấy con này là cùng một nhà sản xuất hết đấy. Còn thằng đen đen này thì là gọi thằng nào, cũng là Nhật Bản luôn. Giá là 2.200 cả thuế. Và trong này là một cái bộ đồ đi câu, chắc là có cái lều này. Đấy, cái lều, cái túi đựng lều người ta đang chụp đấy. Khoảng 3.300, 600.000 và 700.000. Đây là một cái bộ đựng cần rất là dài. Giá 4.400 một cái hộp không nha quý vị nhá. Cái hộp đựng cần này giá 900 hơn này, gần 1 triệu đấy. Đây là mấy cần bên này, còn sang bên bây giờ đây là mấy hộp đựng mồi, đựng hộp đựng cá, đựng lưới rồi cái gì đấy. Còn bên này là mấy cái cần giá rẻ này, mấy cần của lua, hay là một cái cần của thằng nào đây, Mamiya thì chắc là của Nhật rồi, không biết là sản xuất tại Trung Quốc hay là Nhật Bản. Made in Taiwan nha quý vị nhé, sản xuất tại Đài Loan. Cần này thì rơi vào tầm 1m8, 2m, 8 đến 2m, cần câu lua, số 212, Mamiya. Thông số của nó thì đây, dài là 6,6 inch, len 6,6 inch chiều rộng nhé. Còn dài thì là 6 đến 12,
22 là gì ta? 1 phần 8 đến 1 phần 2 là cái gì em không rõ lắm. Em cũng thích câu nhưng mà chưa có thời gian tìm hiểu về môn câu này quý vị. Quý vị có ghé vào xem video thì cho em một đăng ký kênh và cho một số cái lời giải thích cho cái cần này. Em cũng có cơ hội để em học tập hơn. Còn mấy cái này đây thì đa số 2.000 này. Mấy cái này toàn 2.000 hay 3.000 này, 1.700 này. Em nhà có một cái cần này dài như là tầm này đấy. À, giống như thế này, em nhà có cái giống cái này. Mà màu cũng màu này luôn. Không phải của Daiwa mà là một cái của Made in Korea nha quý vị. Còn cái này thì là nó là Daiwa này, sản xuất nhà máy ở đâu? Nhật Bản hay là nhà máy ở Taiwan hay là đâu? À, không ghi gì cả, chỉ ghi là sản xuất của chất lượng của Daiwa này. Mà cái này nó hơi ngắn, nếu mà có lua thì nó hơi ngắn, còn có cái cần dài này thì được này. Dài này của không thấy ghi của hãng nào đây, à cũng của Fuji nhé. Fuji thì cũng là một hãng của Nhật. Cần này khá dài là 3 mét, giá của nó là 3.300 này quý vị, khá là dài, giá là dài nhất trong cái mỡ này luôn. Đấy, 3.300 là 700.000 một cái cần này. Còn cần nhỏ này là của thằng nào? Cần này cũng khá là dài, cũng đến 3 mét. Ờ, nhỏ mà dài đấy. Nó lại lắp máy ở dưới này. Chắc dưới này nó có khúc nào nữa không mà lắp máy ở đây. Đây là một cái cần của hãng Fire River. Fire River là một hãng không biết là của nước nào luôn. Cả ghi bằng tiếng Anh thì cũng không biết là nó sản xuất ở Trung Quốc hay là Nhật Bản. Nhưng mà ghi tiếng Anh thì thường thường là nó không sản xuất tại Nhật Bản mấy. Bên này cũng có một cần dài nữa của hãng Breezy. 2.200. Lần trước em đi mua thì không có những cái cần kiểu nó dài như này. Trước em đi mua toàn cần ngắn ngắn kiểu vầy đấy, cần ngắn ngắn kiểu 1m8. Thì em cũng mua một cái giống như cái đai hoa này, giống như cái này nữa, nó có 1.000 ngắn từng này luôn. Câu lua này nó hơi cái tầm vút nó hơi ngắn một chút nên là cũng câu hơi chán. Đây có cái cần ngắn tút này 500 yên, 100.000. Cái này thì chắc là không bằng cái 100.000 ở Việt Nam nó chắc. Còn mấy cái ở đây có cái gì 500 à. Trước em đi mua thì nó lại bán toàn nghìn, à 1.500 chứ. 500 thì rẻ quá. Đây nói chung cái khu này mãi cần cũng khá đẹp quý vị. Tầm 1.000 đến 4.000. Thì tôi tầm 200.000 cho đến khoảng tầm 900.000 cả thuế. À và tầm tầm cần là gần hai khúc và ba khúc chứ không phải là cần rút. Đây là cần lắp hai khúc ba khúc. Xong bên này là mấy cái mồi giả này, mồi này cũng đắt, mồi đắt hơn cần luôn. Mồi cho nó tôi tầm 1.000 này, 1.000 rồi 700 này. Cái mồi này là rẻ nhất, 100 yên. Mồi nó có luôn cái bọc luôn nha quý vị, bọc cái lưỡi không thì cái lưỡi này mà nó cô đúng thì nguy hiểm nên người ta bọc hết. Nó thi thoảng có mấy con mồi này, trước em đi mua không có luôn, có em mua nhưng mà không có. Trước đồng bạn đi mua một cái như vậy 1.000, giờ thì đấy nó bán 500 hay 100 đầy cũng là không gặp thời. Đây là hộp đựng cái mồi câu, lưỡi câu mồi giả đấy. Đây nó có ghi là có camera chống trộm nên là đừng có ăn trộm. Đấy. À, nó ghi đừng có ăn trộm, không biết camera ở đây có ghi không nhưng mà camera thì ở trong này rất nhiều. Ở đây thì có mấy cái máy của Daiwa, hầu như của Daiwa. À, Shimano, máy Shimano này là có giá tận 2.3 triệu nha quý vị nhá. Đã thật. À, kia này qua kia cũng giá như vậy, 2.3 triệu luôn, to thật. Còn bên này là của gì đây,
cũng Đài Hòa giá 3.000 ba trăm ba à 3.000 ba 3.000 ba 700.000. Đài Hòa này 8.800, khoảng tầm 1.800.000 đắt thật, cho nên là mấy cái máy ngang thì còn đắt hơn nữa. Ví dụ như con máy ngang Đài Hòa đầu tiên này thì hai con này có giá 5.000 hoặc 10.000. 5.000 thì ra tầm hơn 1 triệu, 1.2 triệu. 10.000 thì tầm 2.3 triệu. Còn mấy con máy ngang rất là đắt, có Đài Hòa hết nha quý vị. Đa số mấy cái này là máy Đài Hòa Shimano này, Shimano này con này cũng 2.3 triệu. Còn dưới này là mấy cái cần câu mà máy câu mà máy cọ không bỏ vào, không bỏ vào trong tủ kính. Đây là có một cái máy của thằng Đài Hòa khá là hay. Con máy này thì Đài Hòa mã là không thấy ghi. Micro control theo máy rất là nhỏ, cái tay cầm nó ngắn này. Đấy, bán kính đường kính là 78 mm nha quý vị, 7,8 cm. Giá ở quyền giá 2.200, 500 và 450. Còn mấy cái máy cùi cùi này thì trước em ở nhà hình như cũng có máy cùi như vậy, nhìn nó còn khá là đẹp, của mã Mega Fisher, có giá 1.000. Đây Mega Fisher có ghi đây Alpha Fox, giá 1.000 là tầm hơn 220 gì đó. Còn có một con máy điện tử này, của gì đây, Đài Hòa, không thấy giá, giá ở trong này, lút lút vào trong này 2.200. Máy đấy mua 2.200 ta. Đây, đây là con này chắc là rẻ hơn nữa, 1.000. Đây là một con Shimano, máy Shimano khá là to, hơi bị chảy xước một chút nên là người ta bán khá là rẻ. Con này nặng thật, Shimano Alivio, có giá 1.000, 1.000 mốt cả thuế tầm 230.000. Đây thông số của nó đây quý vị, SB21P 5 thì 250, 6 thì 200m và 8 thì 150m. Làm gì đây, đẹp đây, nhỏ gọn đẹp, 1.000, của hãng Lightspin, không biết hãng này luôn. 1.001, máy khá đẹp, long lanh. Đây thì còn rất là nhiều máy cọ cọ như vậy. Máy Đài Hòa này không biết là giá thế nào, 1.001 quý vị. Máy khá đẹp, L1355H nha quý vị nhé. Đấy thì mấy con máy 1.000 này, Mega Spin 500 này, rẻ thế, bao nhiêu đây, 500 đây. Của Energy Beginning ấy, mỗi người bắt đầu tập câu thì dùng con này 500 yên. Em mua dùng con đấy là vừa, là 1.000. Con này giống con đầu trước mang về Việt Nam, con giống con này Powerful này, Ryobi ấy. Ruby như Việt Nam mình cũng chơi khá nhiều thì phải. 500 yên, con bằng nhựa long két. Cái con màu xanh này long lánh nãy giờ đây nhưng mà lấp chưa quay được. Quay gì đây? Huawei, Huawei thì tất nhiên là China rồi. Rồi, nhìn đẹp lắm. Còn lại con này khá đẹp, của gì đây, Sergin, Sergin 500 yên, không ăn thua. Mấy con này 500 yên này đúng thì tiền nào của đấy, con này còn 300 yên, 70.000. Một nghìn. Nói chung là của thằng gì đây, Luviat, để nói cho ta, có rất là nhiều cái máy câu vậy, em lướt qua vậy cùng xem vậy. Thì bên này là những cái cần đắt, em chưa quay được, toàn là giá tầm 3 đến 5 triệu thế này, bọc trong tủ kính là nó phải có giá riêng so với những cái thằng ở ngoài. Đây thì em xin dừng video tại đây. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi video của em và hẹn gặp lại trong các video lần sau.
Rất là mong nhận được cái sự quan tâm và đăng ký kênh ủng hộ của tất cả các vị anh chị cô chú. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại.